của mình ra thì mọi người sẽ nghe rõ hơn. Rồi, tôi xin phép được bắt đầu. Và chúng ta mà đổi mới cái chức vụ trong tổng thể á, đúng không ạ? Thì chúng ta có một số những cái lý do như là bối cảnh trong nước, rồi là bối cảnh quốc tế, rồi là kết quả đánh giá các chương trình hiện hành của chúng ta. Đấy, thì cái này á, thì các đồng chí á, chúng ta đọc thêm ở trong cái thông tư 32 và công văn đính kèm ở trong cái thông tư 32 này. Đấy, chứ còn ở đây thì là trong cái buổi hôm nay đó, thì chúng ta tập trung vào để trao đổi cái mẫu giáo án giúp các đồng chí chúng ta tháo gỡ khó khăn ở cái giáo án mới này thôi, đúng không ạ? Còn những cái lý do đổi mới chương trình này thì là mong các đồng chí chúng ta tìm hiểu ở trong thông tư, đó là thông tư 32. Đấy là những cái nội dung, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu vào những cái tài liệu này thì chúng tôi sẽ gửi cho các đồng chí để chúng ta có toàn cái căn cứ để chúng ta bám vào để chúng ta tìm hiểu ở trong thông tư nó cụ thể hơn. Thì mục thứ hai thì xin phép các đồng chí chúng ta trao đổi về cái phương pháp thiết kế một cái bài giảng theo cái công văn 512. Thế thì để soạn được một cái giáo án theo cái yêu cầu mới này á, thì chúng ta phải nắm bắt được các cái nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất là mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đấy, chúng ta phải nắm được, cái nội dung này. Cái nội dung thứ hai là yêu cầu cần cái nội dung thứ ba cổ và viết vào để viết thì và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu, đúng không ạ? Áp dụng các như vậy là để soạn giáo mới chúng ta phải nắm bắt được ba cái nội dung đầu tiên này, đúng không ạ? Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực và hiểu biết vận dụng về các cái động từ của thang bậc đánh giá Bloom. Thì tôi xin đi vào nội dung thứ nhất, đó là mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới ấy, được nêu rõ trong thông tư 32 rất là cụ thể và chi tiết. Ở đây chúng tôi thu đọc lại một nội dung như thế này. Thì chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 cụ thể hóa cái mục tiêu của chương trình của giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ được phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và có định hướng lựa chọn phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội, đấy, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó mà có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Đấy, thì là chúng tôi cô đọng nội dung ngắn gọn xúc tích như thế này. Thì các đồng chí chúng ta tìm hiểu thêm ở trong thông tư, thông tư 32 nhé, và chúng ta đó thì sẽ rõ hơn, đúng không ạ? Và tìm hiểu nội dung này phải đọc và tìm hiểu nội dung trước rất là quan trọng, đúng không ạ? Nếu chúng ta không tìm hiểu cái mục tiêu này thì trong quá trình chúng ta soạn giảng cũng như là chúng ta dạy học sẽ gặp khó khăn, chúng ta không vận dụng được. Thì mong các đồng chí chúng ta biết là ban đầu chúng ta cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Công việc giảng dạy hàng ngày, đặc biệt là trong cái giai đoạn dịch bệnh này rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta cũng chịu khó bố trí thời gian hợp lý để chúng ta học tập và nghiên cứu. Thế còn là thông qua các cái bài tập mà chúng ta học ở trên hệ thống LMS thì nó cũng chỉ được một phần thôi. Cái quan trọng là chúng ta phải lấy cái tài liệu đó về máy hoặc in ra để chúng ta đọc, để chúng ta nắm bắt được để vận dụng thôi. Thế còn ở trong hệ thống đó thì chúng ta làm bài tập xong một cái là chúng ta có thể là sẽ quên đi ngay, đúng không ạ? Một thời gian chúng ta lại quên đi ngay. Và cái chương trình này chúng ta sẽ sửa, chúng ta sẽ vận dụng lâu dài. Đấy, cho nên là mong các đồng chí chúng ta tìm hiểu. Nội dung thứ hai là về phẩm chất và năng lực. Đấy, thì tại sao cái mục phẩm chất và năng lực thì chúng ta lại phải tìm hiểu, đúng không ạ? Trước khi chúng ta soạn, chúng ta chuẩn bị bài nội dung này. Xin lỗi mọi người một chút. Vâng. Thế thì chúng ta biết rằng là cái chương trình giáo dục phổ thông mới đó,
là định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Đấy, vì vậy mà phẩm chất và năng lực nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình chúng ta soạn bài và giảng bài trên lớp. Thế thì về phẩm chất thì chúng ta có 5 cái phẩm chất, đó là phẩm chất yêu nước, phẩm chất nhân ái, phẩm chất chăm chỉ, phẩm chất trung thực, trách nhiệm. Đấy. Thế nhưng mà nếu chúng ta mới chỉ có đọc là chúng ta nắm được là chất yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm thôi á, thì chúng ta cũng sẽ rất là khó. Mà chúng ta phải nắm được là yêu nước nó được thể hiện thông qua cái hành động, thông qua việc làm gì, rồi nhân ái được thể hiện thông qua cái việc làm gì, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm như thế. Đấy, thì chúng ta mới có thể vận dụng được vào trong bài dạy của chúng ta, đúng không ạ? Và để mới hình thành được chất trọng. Đấy. Thì là trong cái thời gian mà chúng tôi tập huấn với các thầy cô ở trường học viên, thì các thầy cô yêu cầu chúng tôi làm rất là kỹ. Ở trong lớp thì có một số các thầy cô cũng tập huấn cùng chúng tôi. Đấy, thì các đồng chí cũng nắm được đấy. Là các thầy cô yêu cầu chúng tôi làm rất là rõ, rất là kỹ. Chúng ta có thể share với các đồng chí ở đây. Đấy, đây ạ. Đấy, chúng ta nhìn ở cái bài bản word này, đúng không ạ? Về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực. Đó, vậy thì yêu nước nó thể hiện thông qua gì ạ? À, yêu nước đó là tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, để có ý thức tìm hiểu truyền thống gia đình dòng họ quê hương, tích cực học tập để phát huy truyền thống gia đình dòng họ quê hương, và có ý thức bảo vệ di sản văn hóa, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa di sản. Đó, và phải lấy ví dụ rất là cụ thể, lấy ví dụ là cái phẩm chất này nó được thể hiện thông qua cái bài học nào trong sách giáo khoa, ở khối nào, thế chúng tôi cũng làm rất là rõ như thế này. Hay là cái phẩm chất về nhân ái, đúng không ạ? Thể hiện thông qua hành động gì, yêu quý mọi người, đúng không ạ? Rồi là đó, thì chúng ta nên tìm hiểu trong cái thông tư 32 kỹ hơn để chúng ta vận dụng được tốt hơn trong quá trình dạy của chúng ta. Thế còn quay lại với cái mục số 2.2 của chúng ta đấy. Đấy thì là về phẩm chất, thì các cái phẩm chất này á có thể là được thể hiện ở trong hầu hết các bài học của chúng ta. Đấy, hầu hết trong các cái bài học của chúng ta trong sách giáo khoa. Đó, có thể là có một unit đấy, là có thể hiện được cả 5 cái phẩm chất này. Đúng không ạ? Hoặc là trong một cái lesson có thể là thể hiện được một hoặc là hơn một cái phẩm chất. Đấy, thì chúng ta phải xác định được là trong cái lesson đó chúng ta cần hình thành cho học sinh cái phẩm chất nào. Đấy, học sinh cần đạt được cái phẩm chất nào. Tôi lấy ví dụ như là trong sách Global Success, ngay ở phần Unit 1. Còn New School, thì ngay cái tiêu đề của bài học đã thể hiện được ngay cái phẩm chất đó là gì ạ? Phẩm chất yêu nước. Đấy. À, vâng, để em duyệt luôn cho anh Trung ạ. À, anh em duyệt mọi người vào luôn. Xin lỗi mọi người, duyệt một số các thầy cô đang chờ ở phòng chờ. Không biết là phòng có đủ không, đã là hơn 500 rồi, 500 tròn rồi, chắc là không thể vào được nữa rồi. Đang có 482 thôi em. Đây 500 tròn rồi anh ạ, hiển thị trên màn hình của em là 500 tròn. À. Đấy. Chắc là không thể vào được nữa rồi, đúng không anh? Rồi em cứ admit all xong rồi ai vào được thì vào. Vâng, vâng, ok. Đấy, thì là xin phép tôi sẽ trình bày tiếp ạ. À, thì ngay cái tiêu đề của bài học số 1, cái video 1 ấy, của sách Global Success, My New School, cũng thể hiện được phẩm chất yêu nước, đúng không ạ? Cái phẩm chất yêu nước này được thể hiện thông qua cái việc gì ạ? Yeah. Đấy là yêu trường, yêu lớp, đúng không ạ? Yêu thầy cô, yêu bạn bè. Đó. Hay là phẩm chất và nhân ái thì trong bài này cũng thể hiện. Ở trong cái phần reading, trong cái tiết là cái phần reading. Thì cái phẩm chất nhân ái nó thể hiện là cái sự tôn trọng, cái sự khác biệt giữa các cái nền văn hóa khác nhau. Thông qua chúng ta tìm hiểu ba cái môi trường. Đấy, đúng không? Hay là cái phẩm chất chăm chỉ cũng trong bài học này cũng được thể hiện thông qua cái tiết A Close Look To, là tìm hiểu về các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên.
và vân vân, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải nắm được là cái phẩm chất này nó thể hiện thông qua cái hành động gì, thông qua việc làm gì, thì từ đó căn cứ vào các bài học chúng ta mới xác định được để chúng ta hình thành cho sinh phẩm chất nào. Còn về năng lực thì chúng ta có 10 năng lực, trong đó chúng ta có 3 cái năng lực chung. Đấy, chúng tôi đặt ngay ở đầu mục số 1, số 2 và số 3 đấy. Đấy, đó là năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thì 3 cái năng lực chung này đó được áp dụng cho tất cả các môn học. Thế còn 7 cái năng lực đặc thù á, 7 cái năng lực đặc thù thì là cái năng lực mà được áp dụng cho các cái môn học khác nhau. Trong 7 năng lực đặc thù này thì môn của chúng ta có một năng lực. Đấy, đó là năng lực nào ạ? Đó là năng lực ngôn ngữ, năng lực gì? Đấy. Vậy thì trong cái thông tư 32 cũng nêu rất là rõ. Đó, để phẩm chất và năng lực chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu, đúng không ạ? Để chúng ta vận dụng tốt. Thì đấy là phẩm chất và năng lực. Ở nội dung thứ 3, sáng tạo, tính toán, kỹ thuật, tự sâu. Cái nội dung thứ 3 đó là các cái động từ trong cái tham mục đánh giá Bloom's. Thì chúng ta có 6 cái tham mục đánh giá, đúng không ạ? Như là nhận biết này, đúng không ạ? Nhận biết này. Rồi là thông hiểu, đúng không ạ? Vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Và tương ứng với các cái thang bậc đánh giá này thì chúng ta có các cái động từ. Đấy, các cái động từ nó thể hiện cái hành động cụ thể, cái việc làm cụ thể. Đấy. Nhưng mà thông thường ấy thì chúng ta khi mà soạn giáo án mà đối với lại học sinh đại trà cả thì chúng ta sử dụng 4 cái mức độ đầu tiên. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta sử dụng 4 cái mức độ đầu tiên làm căn cứ để chúng ta xác định cái mục tiêu. Đấy, tuy nhiên thì ở các cái đơn vị trường học mà đối tượng học sinh tốt hơn thì chúng ta sử dụng ở 2 cái mức độ còn lại để chúng ta xác định mục tiêu, đúng không ạ? Đấy. Thế thì các cái động từ trong thang bậc Bloom này nó có tác động gì và có tầm quan trọng như thế nào trong cái việc là chúng ta sử dụng để cái chỉ. Đấy. Thì cũng trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới này á thì chúng ta cũng làm bài trong hệ thống chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 này nó có tính mở. Đấy. Nó có tính mở. Đó. Tức là gì ạ? Là chúng ta áp dụng một chương trình thống nhất trên toàn quốc. Đấy, một cái chương trình thống nhất trên toàn quốc. Nhưng nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau. Đó, cái tính mở nó thể hiện ở đây ạ. Tính mở thể hiện ở chỗ là chúng ta áp dụng một chương trình thống nhất trên toàn quốc nhưng mà lại nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau. Đó, tức là gì ạ? Tức là ở một đơn vị chẳng hạn như là ở thành phố Thanh Hóa chẳng hạn đang áp dụng cái bộ sách Island, đúng không ạ? Island. Thì ở một trường Vendo, ở một trường ven thành phố. Đấy. Thì cái đối tượng học sinh ở lớp A, lớp B, lớp C gì đấy mà ở mức độ chưa đạt đến cái xin lỗi ạ. Anh Trung ơi. Thêm record hả? À, thế để em record cho cũng được. À. Recording in progress. Vâng, ok. Là tiếp tục ạ. À, thì đối tượng học sinh ở trường này mà nó chỉ đạt ở cái mức độ là thông hiểu thôi chẳng hạn, nhưng mà cái bài tập số 5 ở trong tiết học nào đó yêu cầu ở mức độ là để phân tích, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tham khảo ở sách khác chẳng hạn như là sách Close Access để lấy một cái bài tập mà tương tự nội dung đó nhưng mức độ nó thấp hơn. Đấy, nó phù hợp với đối tượng học sinh chúng ta hơn. Thì chúng ta lấy cái nội dung của bài tập đó, đúng không ạ? Để chúng ta soạn bài, chúng ta định hướng là học sinh của tôi sẽ đạt đến mức độ này với bài tập này. Đấy, chứ không nhất thiết là chúng ta phải dùng cái cố để dùng cái bài tập ở trong cái sách Island mà trong khi học sinh chúng ta không đạt. Đấy, thì cái tính mở ở đây là như vậy. Và lúc này thì các cái động từ trong thang một bờ lâm này phát huy tác dụng,
Đó. Thì khi chúng ta xác định rằng là học sinh của chúng ta ở mức độ nào, thì chúng ta sử dụng động từ tương ứng với mức độ đó để chúng ta xác định mục tiêu. Đấy. Thì mỗi một cái thang bậc này có các động từ tương ứng với đồng chí. Đó. À, thì cái tài liệu này thì chúng tôi gửi cho các đồng chí là chúng ta làm cơ sở, đúng không ạ? Trong quá trình chúng ta soạn bài, chúng ta xác định mục tiêu, chúng ta xác định đúng. Đấy. Và bây giờ mà xác mà soạn giáo án là chúng ta sử dụng không đúng các cái động từ theo cái mức độ học sinh chúng ta cần đạt, thì là chúng ta sẽ trong quá trình thực hiện, chúng ta trong quá trình giảng dạy chúng ta sẽ gặp khó khăn. Đấy. Và các cấp có thẩm quyền mà chúng ta họ kiểm tra, đúng không? Người ta đi kiểm tra thanh tra chúng ta, thì người ta chỉ cần nhìn vào cái áp giá trị của chúng ta thôi để ta đánh giá được ngay là chúng ta có cái giáo án chúng ta có đạt yêu cầu hay không. Thì từ đó dẫn đến là cái quá trình giảng dạy chúng ta cái hiệu quả đạt được có như mong muốn hay không. Đấy, thì chẳng hạn như là cái mức độ nhận biết, đúng không ạ? Chúng ta có cái động từ để chúng ta sử dụng, chẳng hạn như là define, describe or state, list, name, write, record, vân vân, đúng không ạ? Thì các cái bước khác, các cái mức độ khác cũng có cái động từ. Đấy. Và trong quá trình chúng ta viết mục tiêu thì chúng ta tránh những cái động từ sau đây, mà lại chính là một số những động từ mà chúng ta hay dùng. Đấy, chẳng hạn là know, đúng không ạ? Hay là remember, là be aware of, hay là understand. Đó, vân vân. Những động từ này lâu nay chúng ta lại hay dùng, đúng không ạ? Đấy, by the end of lesson, student will be able to remember something, will be able to understand something. Đấy. Thế nhưng tại sao những động từ này á, bây giờ đây quy định chúng ta không nên dùng, chúng ta không dùng, tránh dùng trong việc là viết mục tiêu? Thì các động từ này nó mang cái tính là định tính, nó không mang tính định lượng. Đấy, nó chung chung. Cho nên là khuyến cáo chúng ta không dùng những động từ này. Đây là các thầy cô nói vui là những động từ lá ngón. Đấy. Thì đấy là các cái động từ trong thang bậc volume ta dùng để thiết kế cái mục tiêu của bài dạy, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý. Và ở đây thì tôi có nêu ra một cái bảng rất là chi tiết. Đấy, từng mức độ và định nghĩa cho từng cái mức độ này học sinh đạt đến là gì. Đó, và các cái động từ từ mức độ này là những động từ này. Thì chúng tôi cũng sẽ gửi cho các đồng chí để các đồng chí tham khảo. Và các đồng chí vận dụng. Chúng ta vận dụng để chúng ta xác định đúng cái mục tiêu. Ở đây thì tôi có nêu ra, chúng tôi nêu ra ba cái mục tiêu, mục 1, mục 2, mục 3 đấy. Đấy. Thì thực ra là có thời gian đó là chúng ta tập huấn trực tiếp ấy, thì chúng ta làm việc theo nhóm. Đấy, thì chúng ta phân tích đánh giá, chúng ta làm nhiều các hoạt động hơn. Đấy, nó sẽ trực quan hơn và tôi nghĩ là hiệu quả hơn. Thế nhưng mà bởi vì là do cái điều kiện, rất nhiều cái điều kiện. Đấy, cho nên chúng ta tập huấn qua dùng như thế này thì nó cũng hạn chế. Đó. À, vậy thì chúng ta quan sát vào ba cái mục tiêu được viết ở đây. Chúng ta thấy là cái mục tiêu đầu tiên đó không đạt yêu cầu. Ta chưa nói đến nội dung là gì, nhưng mà ta nhìn vào cái động từ understand này. Đó, thì là cái mục tiêu này là không đạt yêu cầu. Khi chúng tôi tập huấn ấy, chúng ta viết cái mục tiêu này là thầy cô gạch luôn, không cần phải đọc, cũng không cần phải nghiên cứu gì thêm cả. Đó. Thế còn cái mục tiêu ở mục số 2 và số 3 thì đạt yêu cầu, đúng không ạ? Nhưng mà cái mục tiêu số 3 này các đồng chí ạ, thì là tốt nhất. Nó thể hiện được là gì ạ? Nó thể hiện được cả là hình thành cho học sinh về mặt kiến thức và phẩm chất năng lực. Đấy. Thì cái phần ví dụ ta nêu ra đây để chúng ta trực quan một lần nữa về cái việc là áp dụng các cái động từ để chúng ta các cái động từ volume để chúng ta biết cái objective làm sao cho nó đúng, các bạn. Và cái mục rất là quan trọng tiếp theo và chúng ta đang rất mong chờ, đúng không ạ? Đó là các bước để soạn giáo án theo
cái công văn 5512 được quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đấy, thì cái ở đây chúng ta có 3 bước. Đối với cái giáo án mẫu mới này. Đấy, cái bước số 1 đấy, các bạn decide objectives, bước 2 là assessment evidence và teaching process. Thì chúng ta nhìn thấy là bước số 1 và số 3 cũng khá là quen thuộc của chúng ta. Đấy, khá là quen thuộc của chúng ta đấy. Đúng không ạ? Mục tiêu, đúng không? Rồi là bước số 3 là tiến trình dạy học. Thế nhưng mà có một cái mục, có cái bước mới, đó là bước số 2. Assessment evidence. Tức là chúng ta xác định cái công cụ để đánh giá. Vậy thì cái bước số 2 này nó có mối quan hệ như thế nào so với bước số 1 và bước số 3? Đấy. Thì trước khi tôi trình bày cái mối quan hệ đó, chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa. Đúng không? Chúng ta nhìn lại một lần nữa cái form của một cái giáo án, cái bước để thực hiện cái giáo án như thế này, đúng không ạ? Chi tiết hơn một chút nữa. Đó, thì trong cái phần objectives chúng ta chi tiết hơn một chút nữa, đúng không ạ? Có mục A, mục B, mục C. Thì cái mục B, mục C này thì lâu nay chúng ta cũng thực hiện khá là quen rồi, đúng không? Cái là focus or instructional resources, khá là quen rồi. Đấy. Và cái mà chúng tôi muốn nói nhiều hơn ở đây đó chính là cái mối quan hệ của cái bước số 1 và bước số 2 và cái việc xác định mục tiêu ở bước số 1 này có gì khác so với lâu nay chúng ta thực hiện. Đó, thì sau đây tôi xin được đi sâu hơn vào cái bước số 1 và bước số 2, tức là mối quan hệ của hai cái bước này với nhau. Thì trước khi tôi đi vào để mà phân tích cái mối quan hệ này, thì mời các đồng chí chúng ta quan sát vào cái bước số 2 này, stage 2 này, assessment evidence. Chúng ta có một cái bảng gồm 3 cột thế này các đồng chí ạ, với 3 nội dung thế này. Thứ nhất, cột thứ nhất, performance task, tức là cái nhiệm vụ được thể hiện. Tức là ta hiểu ở đây tức là cái hoạt động, cái bài tập ấy mà học sinh chúng ta sẽ làm. Rồi chúng ta xác định cái nhiệm vụ gì mà học sinh cần làm. Đó, trong tiến trình học của chúng ta nó nằm ở chỗ này. Cái cột thứ hai là performance products. Đúng không ạ? Cái sản phẩm được thể hiện ra. Cái sản phẩm được ra. Đó là gì? Thông qua cái hoạt động đó. Và cái cột thứ ba, assessment tools, là công cụ dùng để đánh giá. Tức là công cụ được dùng để đánh giá cho cái hoạt động mà chúng ta xác định học sinh sẽ làm và cái sản phẩm thể hiện ra. Vậy thì chúng ta dùng công cụ nào để đánh giá các cái nhiệm vụ này? Đấy. Thì chúng ta bắt đầu đi vào cái phần phân tích mối quan hệ hai bước này với nhau. Và tôi ở đây tôi lấy ví dụ của cái bài số 1 trong sách Global Success My New School và tiết đầu tiên Getting Started. Thì mời các thầy cô chúng ta quan sát vào cái bước số 1 ở bên trái của chúng ta. Cái tay trắng chúng ta đi ạ. Cái mục A, objectives. Ở đây thì chúng ta xác định là có 5 cái mục tiêu. Anh bảo này, khi đấy thì mình khi độ chịu nặng của nó 1 ca là bao nhiêu em nhỉ? Đấy, chịu nặng khoảng 2-3 kg gì? Anh ơi, đề nghị anh cho anh tắt mic ạ. Vâng, thì chúng ta xác định ở đây là 5 cái mục tiêu. Đấy, 5 mục tiêu. Và chúng ta lưu ý cái mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu cuối cùng mà tôi highlight nó màu xanh ấy. Đấy. Thì đây là một cái mục tiêu mới trong cái định hướng cái dạy học mới của chúng ta. Đó chính là gì ạ? Cái mục tiêu hình thành những phẩm chất và năng lực. Rồi, bây giờ tôi xin phép đi vào từng mục tiêu một. Thì cái mục tiêu số 1 chúng ta xác định đó là gì ạ? Là học sinh có thể là gì ạ? Nhận ra được cái chủ đề của bài học, chủ đề của tiết học và cái tình huống của bài hội thoại. Thì cái việc là gì ạ? Chuẩn bị trong năm học mới. Đấy, cái mục tiêu chúng ta xác định là như vậy. Vậy thì bước số 2 này sẽ như thế nào? Thì chúng ta xác định được cái performance task ở đây đó là gì ạ? Là học sinh đã trả lời được câu hỏi của thầy cô để xác định được cái nhiệm vụ, cái mục tiêu đề ra. Đấy. Tức là thông qua cái mục tiêu chúng ta đề ra ở cái phần objectives, thì cái bước số 2, nhiệm vụ của chúng ta đó chính là học sinh trả lời được câu hỏi của giáo viên để xác định được cái chủ đề đó.
Và cái sản phẩm được thể hiện ra đó chính là câu trả lời của học sinh. Đấy, tức là học sinh trả lời các câu hỏi của giáo viên thông qua câu trả lời của giáo viên. Thì đó chính là cái sản phẩm đầu ra. Và cái công cụ để đánh giá ta xác định ở đây đó chính là gì ạ? The observation. Và cái công cụ thứ hai để chúng ta dùng đánh giá đó là các questions and answers. Tức là chúng ta phải chuẩn bị các câu hỏi, đúng không ạ? Và các câu trả lời, phải có câu trả lời. Và chúng ta sẽ dùng chính những cái này đó chính làm công cụ để đánh giá cái hiệu quả mà học sinh đạt được. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là ngay cái mục tiêu đầu tiên này thì chúng ta thấy rằng là cái bước số 2 đó nó có một cái tầm quan trọng đặc biệt đối với cái bước số 1. Tức là từ mục tiêu ta chúng ta xác định. Đấy, thì bước số 2 chúng ta phải xác định được cái nhiệm vụ học sinh nó cần làm là gì. Đúng không ạ? Và sản phẩm đầu ra là gì? Ta phải xác định rõ. Và công cụ dùng để đánh giá là gì? Những công cụ nào? Có thể là một công cụ, có thể hai công cụ, thậm chí có thể là ba công cụ để sử dụng đánh giá. Đó. Cái mục tiêu thứ hai, mục tiêu số 2 đó là gì ạ? Là identify the specific information through reading and listening to the conversation. Với cái mục tiêu này thì nhiệm vụ chúng ta cần, đúng không ạ? Chúng ta xác định để học sinh thực hiện. Nó làm đó chính là đọc bài hội thoại và xác định câu đúng câu sai. Thì cái task này nó nằm ở ngay trong sách giáo khoa chúng ta. Chúng ta không phải nghĩ ra, chúng ta không phải là tự sáng tạo ra, đúng không ạ? Có thể nằm ngay trong sách chúng ta. Thông thường nó là chính là các cái hoạt động, các cái task trong sách giáo khoa của chúng ta. Đấy. Và đối với cái performance task này thì cái sản phẩm đó là chúng ta xác định đó chính là câu trả lời của học sinh. Thì khi đọc và xác định câu đúng câu sai thì phải có câu trả lời, đúng không? Học sinh phải nêu ra được câu trả lời của mình đúng hay là sai. Đấy. Và công cụ để đánh giá cái nhiệm vụ này, cái hoạt động này là observations, đúng không ạ? Chúng ta observate hoạt động học sinh. Và cái vụ thứ hai chúng ta xác định đó chính là gì ạ? The answer keys. Đó. Tương tự như vậy, mục tiêu số 3 cũng thế, đúng không ạ? Mục tiêu số 3 chúng ta xác định là identify the lexical items related to the first day of school as school things. Thì cái performance task ở đây nó là complete sentences and matter words with the school things. Và cái sản phẩm đầu ra ở đây chính là student answers. Và công cụ chúng ta xác định chính là observation and answer keys. Tương tự như vậy, với cái mục tiêu số 4, đúng không ạ? Talk about the school things they can see in the classroom. Đó, thì cái nhiệm vụ ở đây đó chính là look, write and talk about the school items in the classroom. Và cái sản phẩm được thể hiện ra ở đây đó chính là the school students answers. Và cái sản phẩm thứ hai ấy, đó, cái sản phẩm đầu ra thứ hai ở đây là students talk. Đấy, students talk tương ứng với hoạt động mà chúng ta xác định. Rồi cái công cụ đánh giá đây chính là observation và peer correction. Peer correction thì cái này chúng ta cũng làm, chúng ta cũng thực hiện nhiều rồi, đúng không ạ? Thì trong cái quá trình mà chúng ta yêu cầu học sinh chúng ta làm việc nhóm này, là làm việc theo cặp này, và các em thể hiện cái phần trình bày của mình ra khác ở trong lớp, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái công cụ chúng ta sử dụng để đánh giá cái hiệu quả học tập của học sinh đối với cái hoạt động mà chúng ta nêu ra, cái nhiệm vụ chúng ta nêu ra đó. Đấy. Và mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi xác định ở đây đó chính là gì ạ? Là cái phẩm chất năng lực cần đạt học sinh. Đó, recognize the joys of schooling. Thông qua việc là gì ạ? Having new friends, new school things and new uniform and so on. Đó. Vậy thì cái nhiệm vụ thể hiện ra ở đây là gì? Nhiệm vụ học sinh cần làm là talk about the joys of schooling. Đó, và cái sản phẩm đầu ra đây là student talk. Và cái công cụ đó là observation and question and answers. Thì ở đây thì cũng lưu ý thêm á, cái assessment tools này nó không phải lúc nào nó cũng là observation, lúc nào là question and answer, lúc nào là answer keys, đúng không? Mà tùy vào cái hoạt động chúng ta xác định. Đó, nó có thể là rubric, đúng không? Có thể là các cái công cụ khác.
đấy thì chúng ta lấy không phải lúc nào cũng là như thế này đó, tùy thuộc vào nó chúng ta. Và có một cái mới ở đây chúng ta cần lưu ý và tôi đang nói ở phía trên đúng không ạ, đó là trong mỗi một bài dạy của chúng ta cũng đều phải xác định được là cái phẩm chất và năng lực cần đạt cho học sinh. Đấy, tính nhấn mạnh ở chỗ này đúng không ạ, bởi vì là chương trình phổ thông mới này yêu cầu là gì ạ, là dạy học định hướng phẩm chất và năng lực cho người học và yêu cầu là tất cả các cái objectives của chúng ta đều phải xác định được thông qua bài học đấy, thông qua tiết học đấy là hình thành cho học sinh được phẩm chất năng lực. Đấy, thêm một mục này đó, đúng không ạ, từ kiến thức, đó, kỹ năng, phẩm chất và năng lực thì chúng ta lưu ý. Thì đó là mối quan hệ của bước số 2. Vậy thì mối quan hệ của bước số 2 và bước số 3 như thế nào? Tức là mối quan hệ giữa cái bước assessment evidence và cái bước gì ạ? Teaching process như thế nào? À, thì sau đây tôi sẽ nói về mối quan hệ của hai cái bước này với nhau. Thì xin phép là tôi sẽ share cái phần web chúng ta nhìn rõ hơn, liên quan hơn. Vâng, cũng đang là tiết học đấy. Thì mọi người có nhìn rõ không ạ? Điều to một chút. Rõ. Vâng, ok. Thì đây là bước số 2 và bây giờ là bước số 3 phía dưới này. Đó, bước số 3 phía dưới này, learning experience. Vậy thì cái bước số 2 này thực ra nó cũng chính là gì ạ? Là tiến trình, đó chính là lần lượt các cái hoạt động của cái bước chúng ta soạn cái tiến trình đấy. Đấy, đúng không ạ? Performance task này chính là gì ạ? Định hình của chúng ta cái hoạt động mà chúng ta sẽ thiết kế ở trong cái phần teaching process. Đây chúng ta thấy nhá, nhiệm vụ đầu tiên này, đúng không ạ? Là answer the teacher's question, identify the learner, đúng không? Thì bây giờ đến cái learning experience thì tương ứng với hoạt động 1 đấy, listening and reading. Thế thì về câu từ chúng ta thì tùy vào mỗi người, tùy vào đối tượng học sinh chúng ta thiết lập cái câu từ dẫn vào cái hoạt động như thế nào. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải có cái nhiệm vụ chính ở đây, đó chính là các câu hỏi, đúng không, để học sinh dựa vào để trả lời. Chúng ta phải có các câu hỏi vì chúng ta định hướng ở đây mà, chúng ta định hướng ở cái bước thứ hai này, đó là gì ạ? Answer the teacher's questions. Đó, thế cho nên là chúng ta muốn dẫn dắt thế nào, đúng không ạ, biết thế nào thì cuối cùng chúng ta phải có những câu hỏi này. Đó chính là nội dung chính mà chúng ta đã xác định ở bước số 2 rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đấy. À, hay là cái nhiệm vụ số 2, read the conversations and pick true or false. À, thì chúng ta cùng xem bước số 3. Đây ạ. À, bước số cái hoạt động số 2, reading. Đúng không ạ? Reading. Đấy. Tương ứng ở từ bước số 2 xuống thôi, link từ bước số 2 xuống. À, và cũng tùy vào mỗi thầy cô, đúng không ạ? Chúng ta xác định bước số 2 rồi thì cái việc chúng ta dẫn dắt câu từ như thế nào trong giáo án, trong cái giáo án cái phần này, đó là tùy mỗi người. Nhưng cuối cùng thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải xác định được cái nhiệm vụ ở cái phần này học sinh làm. Đó là học sinh đọc, đúng không ạ? Và xác định câu đúng sao. Đấy. Tương ứng như vậy với cái nhiệm vụ số 3, đúng không ạ? Complete the sentences and match the words with the school things. Vậy thì chúng ta cũng xem ở trong cái tiến trình bài giảng, tiến trình bước của bước số 3 đấy thì nó như thế nào, đúng không ạ? Complete sentences or match. Màu tím này. Đây ạ, cái hoạt động số 3. Đúng không ạ? Liên quan đến vocabulary, xác định rõ cái tiêu đề của cái hoạt động số 3 này là vocabulary. Ở trong này nó có hai cái hoạt động, hai cái nhiệm vụ, write one word from the box in this gap. Thực ra cái này nó chính là tiêu đề trong sách giáo khoa chúng ta. Hay là match the words with the school thing. Đấy thì chúng ta cũng đã xác định rất là rõ ở trên này thôi, đúng không ạ? Đây nhiệm vụ đã rất là rõ. Hoàn thành câu này và nối từ này với. Đấy.
Rồi, rồi bước số 4, số 5 cũng thế. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái bước số 2 này nó rất là quan trọng. Đúng không? Nó cụ thể hóa của cái mục tiêu ta đề ra ở bước số 1. Tức là cái phần A của bước số 1. Đấy, nó cụ thể hóa ở cái mục tiêu ta đề ra. Giúp chúng ta xác định rõ hơn việc chúng ta thực hiện, áp dụng với học sinh và chúng ta đạt được hiệu quả gì. Đây phần khác ạ. Đấy. Hoặc và bước số 2 này chính là cầu nối để giúp chúng ta thiết kế các cái hoạt động trong tiến trình dạy học. Đấy. Vậy thì thực ra là cái bước mọi người ấy, rất nhiều người là bị rối ở cái bước số 2 này. Thì bảo tại sao thêm bước số 2 này vào nó rối quá như vậy. Đấy, nhưng mà chúng ta dành thêm thời gian chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu thêm một chút, chúng ta thấy là đấy. Không phải là dối, đúng không ạ? Mà nó giúp chúng ta nhiều đấy, cái bước số 2 này. Nó cụ thể hóa hơn, đúng không ạ? Làm cầu nối tốt hơn. Nó suốt cái quá trình chúng ta định hướng, đúng không ạ? Chúng ta giảng dạy. Đấy. Và các cái giáo án khác, các cái bài khác thì chúng ta cũng tương tự, đúng không? Và tôi cũng xin lưu ý thêm một chút nữa, thì là trong cái mục tiêu này, đấy, mục tiêu này chúng ta lưu ý là không phải là cái bài dạy nào chúng ta cũng xác định có 5 cái mục tiêu như này, không phải bài giảng nào, bài dạy nào nó có 4 mục tiêu này, bài dạy nào nó có 3 mục tiêu. Đấy, mà tùy vào nội dung của từng bài học, từng gì nhé, tùy vào từng nội dung của tiết học để chúng ta xác định là cái tiết đó có bao nhiêu mục tiêu, bao nhiêu cần mục tiêu cần đạt về kiến thức, đúng không? Đấy, về kỹ năng, về phẩm chất và năng lực. Nhưng chỉ có một cái yêu cầu đối với chúng ta bắt buộc, đó là gì? Chúng ta phải xác định được là đó vừa mới tắt cái mic của tôi bắt. Đấy, thưa đó nói lại một chút nữa cái phần objectives này. Tức là trong cái tiết học nào, không phải là trong cái tiết học nào chúng ta cũng đều xác định là có 5 cái mục tiêu thế này, đúng không ạ? Không phải là trong bài giảng học nào chúng ta cũng có 4, 3, 2 cái mục tiêu. Mà tùy vào từng bài, từng tiết, từng bài một các đồng chí nhé. Đấy. Đấy, tùy vào từng tiết, từng bài một chúng ta xác định, đúng không ạ? Là kiến thức, kỹ năng cần đạt ở học sinh. Đấy, và phẩm chất năng lực cần đạt học sinh đó. Thế thì cho dù nó là bao nhiêu, chúng ta xác định là bao nhiêu mục tiêu đây chăng nữa, nhưng có một cái yêu cầu bắt buộc. Đấy, rồi đây đó là gì ạ? Đó là cái mục tiêu về phẩm chất và năng lực cần đạt học sinh. Thì rất khoát là trong bất kỳ một cái bài, cái tiết học nào, tiết dạy nào, chúng ta đều phải xác định, chúng ta cũng đều phải nghiên cứu và xác định được qua cái bài đó, cái tiết dạy đó, thì cái phẩm chất và năng lực nào cần đạt học sinh. Đấy, tôi nhấn mạnh ở cái chỗ này. Vậy thì qua cái form này chúng ta thấy rằng là gì? Nó không phải là khó dối như chúng ta đã nghĩ lâu nay, đúng không ạ? Nếu như chúng ta nhìn vào cái form chung cho tất cả các môn học, đấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó vô cùng là rắc rối, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta chỉ có 3 bước cái này thôi ạ, và thêm bước số 2 này thôi, đấy, đúng không ạ? Chứ còn là các môn khác áp dụng cái form chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong văn bản 512 đó cực kỳ là dối, nhiều lắm, đúng không ạ? Từng hoạt động một đều xác định phải xác định mục tiêu. Thế thì là khi mà các thầy cô ở trường Đào Vinh, thầy cô cũng chia sẻ là khi mà nghiên cứu văn bản 512 của Bộ thì các thầy cô cũng đã rất là bối rối, và các thầy cô cũng đã phải bàn bạc với nhau rất là nhiều để thống nhất một cái form như thế này. Đấy, bởi vì là các thầy cô cũng thấu hiểu được bộ môn ta có một cái đặc thù riêng. Thế cho nên là các thầy cô đã thiết kế ra được một cái form như này. Thì tôi cho rằng là nó rất là hợp lý và nó cũng không đến mức độ là khó hiểu. Tuy nhiên thì ban đầu ấy, ai mà tiếp cận ban đầu thì cũng thấy rằng là nó sẽ có cái mới, đúng không ạ? Cái khó. Thế nhưng mà chúng ta chịu khó tìm hiểu rồi là chúng ta áp dụng một vài cái tiết ban đầu nó khó khăn như thế, chúng ta vượt qua được, sau đó chúng ta thấy là nó dễ dàng. Thì ban đầu chúng tôi cũng thế, khi mà soạn một giao án thế này, thầy cô yêu cầu soạn 2 ngày cũng còn chưa xong rồi, thầy cô còn
chưa chưa vẫn đang lắc đầu đấy, bởi vì là gì ạ, cái sự liên thông giữa cái bước số 1 bước số 2 nó không đạt đấy, chỉ cần nhìn bước số 1 bước số 2 thôi, nó có đạt hay không, đúng không ạ, nó có liên thông với nhau hay không là đánh giá được ngay không đấy. Thế còn từ cái bước số 2 đến số 3 thì đơn giản hơn rồi, đúng không ạ? Và giáo án thì không cần phải kẻ cột, không cần phải trang trí gì nhiều cả, cứ theo đàn bước đấy. Thế thì hôm qua là có thầy cô hỏi là hỏi chúng tôi là gì ạ? Vậy thì cái giáo án ở đây ấy, là các đồng chí hướng dẫn là viết theo cái đàn bước cái này. Vậy thì chúng tôi kẻ cột có được không? Đấy, thì chúng tôi nói là không có vấn đề gì ạ. Đúng không ạ? Đối với cái teaching process cái bước số 3 này, các đồng chí có thể kẻ cột, có thể làm gì được. Đó, đúng không ạ? Nhưng mà nó phải thể hiện được, làm rõ được, thể hiện được đấy, các nhiệm vụ mà chúng ta đã xác định ở cái bước số 1 và bước số 2. Đấy. Chúng ta phải thể hiện được. Đấy, chứ không phải là ta kẻ cổ xong lại làm khác nó đi. Ở trên ta xác định mục tiêu thế, ta xác định công cụ đánh giá thế, cùng xuống đây ta lại dạy, chúng ta lại xác định các cái hoạt động trong cái tiến trình học hỏi khác là không được. Đấy. Khi chúng ta mà nắm được cái form này rồi á, thì chúng ta có thể áp dụng vào để soạn với bất kỳ cái giáo trình nào, thế là I learn, đúng không ạ, thế là global success, có thể là bất kỳ cái giáo trình nào mà ở đơn vị đó, sau này chúng ta có thể chọn các cái giáo trình khác, hoặc là trong quá trình soạn giảng các đồng chí tham khảo các tài liệu khác để áp dụng cho học sinh này, thì chúng ta cũng áp dụng cái đơn giản một cách rất là dễ dàng đấy. Và ở một số đơn vị ở miền xuôi chúng ta thì đang áp dụng cái sách I learn, đúng không ạ, thì sau đây thì đồng chí Hằng sẽ trao đổi với các đồng chí về cái cụ thể hơn về cái việc mà soạn cái bài theo cái form mới này đối với cái sách Alan. Như vừa rồi là anh Thắng đã trình bày sơ qua cho các anh chị về cái phần nội dung thiết kế một giáo án đúng không ạ? Anh chị cũng có gọi là cái nhìn sơ lược thôi, chứ cũng chưa gọi thực sự là chi tiết nhiều. Cái này cũng phải có thời gian để chúng ta gửi được, để ban ta gọi là tập huấn của bọn em ấy là sẽ phải gửi lại cho anh chị các cái tài liệu để chúng ta có thể nhìn rồi đọc rồi ngẫm một cách kỹ lưỡng hơn. Trên đúng thật này là cũng gọi là cưỡi ngựa xem hoa đúng không ạ, cũng chưa thực sự gọi là chi tiết cụ thể được cho mọi người, cho nên là có những cái câu hỏi gì mà các anh chị cần hỏi và cần đặt ra thì có thể hỏi sau khi mà tập huấn của chúng em là thuyết trình đúng không ạ? Thế thì vừa rồi là anh Thắng đã nói sơ lược qua cho mọi người về cái phần slide chung đấy, hướng dẫn chung cũng như là đưa ra một mẫu giáo án liên quan đến cái giáo án liên quan đến cái chương trình Global Success, cái chương trình sách giáo khoa mà tỉnh ta cũng đang có nhiều trường trong tỉnh đang tiến hành ạ. Và em xin tiếp nối tiếp theo một cái mẫu giáo án mà em cũng đã soạn liên quan đến cái phần gọi là sách I Learn Smart World. Thì nhìn vào trong cái phần giáo án này thì cái phần em soạn ấy, đó là cái phần period 3, ta gọi đó là cái phần bài số 3, tiết số 3. Thì thực ra bởi vì là cái chương trình tổng thể 2018 này là một cái chương trình tương đối mở, và thậm chí đối với sách giáo khoa chúng ta cũng gọi là không, bây giờ không có sách gốc sách giáo khoa nữa rồi, mà thậm chí là ở mỗi tỉnh sẽ có khoảng 2-3 quyển sách giáo khoa đúng không ạ? Và thậm chí ở cả đất nước chúng ta cũng thế, 6-7 bộ sách giáo khoa đó là chuyện bình thường. Cho nên là việc mà chúng ta căn cứ một cái mẫu sách chuẩn để chúng ta thiết kế hoặc là chúng ta áp dụng cho từng vùng, thực ra nó rất là khó khăn bởi vì nó phụ thuộc vào cái đối tượng học sinh của từng vùng miền nữa. Và chính vì vậy mà mỗi cái tiết học ở đây nó cũng tùy vào mỗi trường, vì có trường thì người ta sẽ lược bỏ đi, nhưng có trường người ta sẽ phải thêm vào để phục vụ cho cái lượng học sinh, cái mức độ học sinh. Thế thì ở trong cái phần tiết số 3 ở trong phân phối chương trình của trường em là trường Trần Minh Ninh thì nó sẽ là những phần, đó là phần grammar là 1, phần pronunciation là 2 và phần practice. Như vậy nếu mà các anh chị có sách I Learn Smart World đây thì sẽ thấy là nó sẽ gồm những cái hạng mục này ở trong sách. Đấy. Thế thì phần đầu tiên là phần grammar, sau đó phần pronunciation và cuối cùng là phần practice. Như vậy giống như cái mẫu mà anh Thắng đã đưa ra thì bao giờ phần thiết kế chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Phần 1 là stage 1, ta gọi đó là desired objectives. Đó là những cái mục tiêu khao khát mà các anh chị muốn học sinh trong cái tiết học đó, sau khi các con học xong các con phải đạt được cái gì, là một mục tiêu mà chúng ta mong muốn học sinh sau khi mà học xong buộc phải đạt được điều đó, hoặc là chúng ta mong muốn học sinh có được điều đó, thì bắt đầu chúng ta phải có bước 1, đó là bước
xác định xem cái mục tiêu ở trong bài học đó là gì và mong muốn học sinh đạt được. Sau đó thì chúng ta sẽ sang bước số 2. Em đang lược sơ qua sẽ có ba bước mà. Bước số 2 là chúng ta sẽ có assessment evidence, tức là có những cái minh chứng nào, có những cái cách thức nào để chúng ta có những cái công cụ, có cách nào để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà đã đưa ra ở trong phần stage 1. Được chưa? Và cái bước số 3 tôi gọi là step 3, đó chính là bước procedure, các cái cách thức để anh chị triển khai từng cái hoạt động mà đã đưa ra ở trong cái bước số 2 này, và chúng ta sẽ triển khai một cách đầy đủ cụ thể. Những thầy cô có thể sử dụng các techniques của họ, đúng không ạ? Techniques, hoặc là có thể sử dụng cái phương pháp giáo dục riêng của mình hoặc phương pháp giảng dạy riêng của mình để đưa đến cái gì cái sự tiếp thu tốt nhất, hoặc là để giúp cho học sinh có hiểu rõ nhất, thì cái này nó phụ thuộc vào cái từng cái phương pháp của các anh chị. Đấy, thế thì bước đầu tiên xác định cái design objective, gọi là xác định cái mục tiêu chung, mục tiêu mà chúng ta mong muốn học sinh đạt được. Thì cái này nó cũng phải phụ thuộc vào cái được gọi là trình độ của học sinh để chúng ta đưa ra. Bởi vì trình độ học sinh khác biệt cho nên những cái khao khát, cái mục tiêu của chúng ta mong muốn học sinh nó cũng khác biệt đi ạ. Chứ nó cũng không phải áp dụng đối với một quyển sách mà lại học sinh của trường này là thế này, trường kia sẽ là cái khác ạ. Cũng không phải áp đặt với từng đối tượng học sinh được. Như vậy đối với đối tượng trường em thì cái phần objective này, sau khi học xong cái tiết số 3 ở bài 1 trong quyển I Learn Smart World, thì học sinh sẽ làm được những điều này. Thứ nhất, các em có thể identify present simple tense, form, uses and signal. Như vậy sau khi học xong cái bài số 3 này thì các em, bởi vì có phần ngữ pháp nó liên quan đến thì hiện tại đơn, cho em có thể nhận định được, chúng ta gọi là xác định được các ta gọi là những cái vấn đề liên quan hiện tại đơn, các em xác định được. Ví dụ như xác định được về form, cấu trúc, xác định được về cách dùng và xác định được cái dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Bên cạnh đó các em có thể sử dụng được cái thì hiện tại đơn này để làm cái bài tập trong sách giáo khoa, tức là hoàn thành câu với dạng đúng của động từ trong ngoặc, và có thể đặt được những câu đơn giản và sử dụng thì hiện tại đơn. Như vậy ở đây tôi em đã sử dụng những cái động từ mà trong thang Bloom á, ta gọi là những cái động từ cụ thể, đó là động từ identify là một này, xác định này, động từ use đúng không ạ, tiến hành hành động, đây là phần áp dụng đấy, và tiếp theo là make, đúng không ạ? Tức là những cái động từ nó rất là cụ thể. Và đây chúng ta sẽ gọi đó là phần cognition, đó là cái phần về gì, kiến thức. Vậy sau khi học bài này thì kiến thức học sinh đạt được là cái phần này, đúng không ạ? Đó là mặt kiến thức nhá. Sau đó thì sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là cũng trong bài này học sinh cũng sẽ áp dụng được, apply, áp dụng được present simple to exchange information about home. Các con sẽ sử dụng được thì hiện tại đơn để cấu thành nên, đúng không, một cái đoạn hội thoại để có thể giúp con trao đổi thông tin, nói về ngôi nhà của mình. Như vậy bước đầu nó đã hình thành cho học sinh cái được gọi là skill, ta gọi đó là kỹ năng. Và rõ ràng là trong khi thiết kế chương trình đấy, các anh Thắng cũng đã nói ở trong cái phần slide đấy, là các anh chị phải tập trung vào khai thác các cái được gọi là attributes, là các cái phẩm chất và năng lực của học sinh. Thế thì cái năng lực học sinh ở trong môn tiếng Anh của chúng ta chính là năng lực giao tiếp. Và năng lực giao tiếp ở đây mà tôi đã thể hiện ở đây đó chính là exchange information, tức là năng lực nghe nói. Exchange tức là chúng ta trao đổi thông tin thì phải có một người nói và một người nghe. Như vậy thông qua đó chúng ta đã hình thành cho học sinh được kỹ năng giao tiếp, đó là kỹ năng nói và kỹ năng nghe. Như vậy chúng ta đã sử dụng cái bài tập này để hình thành nên kỹ năng số 2 cho học sinh, đây đó chính là kỹ năng nghe nói. Tiếp theo trong phần này nó có một phần nữa, đó là phần về intonation, phần pronunciation, đó là nó sẽ hướng dẫn cho học sinh cái được gọi là intonation in yes no question, hướng dẫn cho các em biết phát âm, đúng không ạ, biết sử dụng ngữ điệu khi nói về một câu yes no question. Thì ở đây cái mục tiêu tôi đưa ra ở đây đó là identify the intonation in yes no question and use intonation to say yes no question. Như vậy các em sẽ nhận thức được cái ngữ âm, ngữ điệu dùng trong câu hỏi nó sẽ khác với những cái câu hỏi khác như thế nào. Đối với những câu hỏi khác thì chúng ta sẽ gọi là the intonation goes down, nhưng riêng với yes no question the intonation goes up. Như vậy em bước đầu sẽ nhận định được là cái câu hỏi yes no nó sẽ khác với những câu hỏi thông thường bắt đầu bằng WH question như thế nào. Thì các em sẽ nhận định được cái ngữ điệu dùng trong câu hỏi đó, bước đầu là nhận diện thôi nhá, nhận định xác định được thôi. Và sau đó là em có thể sử dụng những cái cách thức mà em học về ngữ điệu đó để áp dụng trong những câu đơn giản ở trong bài tập. Như vậy phần này nó cũng là phần gì, liên quan đến phần kiến thức. Đấy, hai cái là liên quan đến phần kiến thức bởi vì nó học hai nội dung mới. Sau đó thì đến cái phần vôi vàng ở đây ạ. Anh chị thấy đó là thông qua bài học này thì học sinh, giáo viên mong muốn học sinh và học sinh cần phải phát triển được developed communication and collaboration skill, problem solving and creativity skill,
through pair work, group work activities, exchange ideas in class and taking part in the activity. Đây được gọi là competence, đây cũng chính gọi là năng lực. Nhưng năng lực này nó sẽ khác với năng lực mà chúng ta đã bôi tím trên này. Năng lực chúng ta bôi tím được gọi là năng lực đặc thù của môn tiếng Anh, đó là năng lực giao tiếp. Còn cái năng lực mà tôi đang bôi vàng ở đây này, ta gọi đó là năng lực, là ba cái năng lực chung, đó chính là cái năng lực liên quan đến giao tiếp và năng lực hợp tác. Và năng lực tiếp theo đó là năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sáng tạo. Đây là một trong ba năng lực liên quan, gọi là ba năng lực chung đấy ạ, mà các anh chị cũng phải nắm được ở trong phần slide anh Thắng đã đưa ra. Chúng ta có ba, tổng tất cả là chúng ta có 10 năng lực dành cho học sinh ở trong cái giáo dục tổng thể năm 2008 mong muốn học sinh có được đấy. Thứ nhất đó là năng lực, ba năng lực chung và 10 cái năng lực đặc thù. Nhưng khoanh vùng lại đối với học sinh đối với đặc thù môn tiếng Anh thôi, thì chúng ta cũng muốn học sinh nắm được, sau khi học xong là nắm được 4 cái năng lực, trong đó có 3 cái năng lực đặc thù, đó là năng lực ba cái năng lực chung, đó là năng lực giao tiếp và năng lực là hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, và cuối cùng là năng lực mà tự giải quyết tự học đấy ạ. Thế thì ở đây tôi đã giúp cho học sinh phát triển được 2 cái năng lực chung, đó là năng lực giao tiếp và năng lực hợp tác, cũng như là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đó là cái năng lực chung mà tôi đã hình thành cho học sinh thông qua các hoạt động nhóm hoặc đội cặp, để giúp cho các em có thể tự tin thuyết trình, tự tin nói và giao lưu trao đổi với nhau. Đó là về phần competence, ta gọi đó là phần năng lực của học sinh nhá. Và nhớ cho tôi là cái năng lực này là năng lực chung, và nó sẽ khác với cái năng lực mà tôi đã bôi đây, đó là năng lực giao tiếp. Và cuối cùng ở đây là sau cái bài học này, học sinh cũng có thể là hình thành nên những cái attribute, ta gọi là phẩm chất của các em, đó là show their love and responsibility for their homes by talking about their house, their home, their positive attitudes. Như vậy, thông qua bài học này thì học sinh cũng có thể trao đổi, đúng không? Nói với bạn bè về ngôi nhà của mình, đúng không? Bằng một cái tình yêu và cũng như trách nhiệm đối với ngôi nhà của họ. Và nói với một cái thái độ cực kỳ là tích cực. Như vậy, cái mà tôi mong muốn trong cái bài học này ở đây, các anh chị nhìn thấy là nó sẽ là cái gì liên quan đến cái mong muốn về kiến thức, mong muốn hình thành cho các em về cái năng lực giao tiếp, mong muốn hình thành cho em về cái được gọi là năng lực chung, và mong muốn hình thành cho các em về cái được gọi là phẩm chất. Như vậy, khi mà chúng ta design một cái objective này, thì các anh chị nhớ cho tôi là sẽ có những cái mong muốn về những cái phần nào, mong muốn về phần kiến thức thì sẽ ra sao, mong muốn về phần kỹ năng sẽ ra sao, mong muốn về phần năng lực chung như thế nào, và mong muốn hình thành phẩm chất ra sao, thì lúc đó là các anh chị sẽ khai thác ở trong bài để tìm ra được những cái phần mà mình mong muốn học sinh sau khi học xong nó sẽ có đầu ra là như thế này. Cho nên cái chỗ này nó là design objective, hay còn gọi là design outcomes, là vì thế outcome là đầu ra. Rồi trong phần step 1 này, sau khi xác định được objective xong, thì các anh chị sang phần B ở đây, đó chính là phần language focus, ta gọi đó là phần tập trung về phần ngôn ngữ. Thì trong cái bài học này thì cái terms, cái vocabulary ở đây nó sử dụng là cái gì? Đó là places in the house, các con được những cái ta gọi là nơi trốn trong căn phòng hoặc căn hộ của các con. Đó có thể là gym, có thể là pool, có thể là yard, có thể là balcony, garage, okay, or garden. Và cái key grammatical structure, cái gọi là cái cấu trúc ngữ pháp ở đây cần phải khai thác kỹ ở đây, đó chính là cái thì hiện tại đơn, đúng không? Và cái cách dùng ở đây là facts that are true for a long time. Và thêm một cái key structure ở đây nữa, đó là yes no question, cái dạng câu hỏi yes no question, bởi nó nằm nhấn mạnh trong phần pronunciation, để các con có thể học cái ngữ âm trong cái phần lên xuống khi mà các con đặt ra những câu hỏi liên quan đến yes no question, để tạo ra sự khác biệt đối với những cái câu hỏi mà bắt đầu bằng yes. Rồi phần số 3 ở đây, đó chính là cái phần ta gọi là instructional resources, cái công cụ giảng dạy, cái nguồn giảng dạy anh chị sẽ lấy để giảng dạy cái bài này nó là gì. Các bạn, anh chị ghi rõ ra, đó là textbook này, sách lớp 6 này, bài 1 này, trang bao nhiêu này, rồi máy tính, máy chiếu này, rồi video, ở đây em có chèn cái video, em có 2 video, đó là video hướng dẫn, tức là ở đây em dùng cái cách thức để dạy, đó là cái cách thức gọi là quy nạp, ta gọi là inductive, cái cách thức gọi là quy nạp, tức là cho các con nghe một đoạn video ấy, sau đó là các con sẽ nhận xét, và từ đó là các con đặt câu và đưa ra kết luận về cái form của mình. Cách em dạy ở đây, bởi vì thực ra lớp 5 các con đã học rồi, tiểu học các con đã học về cái thì hiện tại đơn này rồi, cho nên là không trình bày kiểu form nữa, mà sẽ giúp các con gọi là giúp cho mình bằng việc là đưa ra các ví dụ và đưa ra cái video để các con nhận ra được cấu trúc của nó. Và sau đó em còn có một cái video nữa, nó liên quan đến phần intonation, lấy ở trong cái trang web của cô Rachel, thì cô dạy rất kỹ và phân biệt rất rõ về phần ngữ âm trong yes no question và các other types of question khác, thì phần này nó cũng rất là hay.
À, đấy thì cài hai cái video này mình đỡ phải nói, học sinh cũng rất là hứng thú. À, thì các anh chị nếu mà dùng video nào thì các anh chị ghi rõ ra đây. Và trong đó thì em cũng có lồng ghép vào phần video check, đúng không ạ? Audio check của phần nào thì anh cũng chị ghi rõ đây. 5, 6, 7, 8 thì đó các anh chị ghi rõ ra đây. Và đây là những cái phần được gọi là instructional resources ở trong cái bài học. Sau đó thì chúng ta đến cái giai đoạn số 2, ta gọi đó là giai đoạn assessment evidence. Chúng ta tìm minh chứng đánh giá. Và minh chứng đánh giá này đó chính là những cái bước cụ thể, những cái hoạt động, ta gọi là những cái hoạt động để định hình, để minh chứng rằng là thông qua những hoạt động này tôi sẽ toàn bộ mục tiêu tôi đã đề ra ở bước 1. Thì những cái phần vô như này nó sẽ tương ứng với từng hoạt động ở trong bài. Nói tóm lại, cái phần step 2 này đó, nó chính là các cái đề mục activity có ở trong các sách giáo khoa của anh chị. Ví dụ trong sách giáo khoa nó có cái gì thì anh chị bưng nguyên vào đây và chúng ta sắp xếp lại cái gì, bởi vì là trong sách giáo khoa người ta đã ổn quá. Trong sách giáo khoa người ta đã có cái tính mục đích của họ rồi. Có cái tính mục đích của họ rồi, cho nên chúng ta phải tìm tòi ra à trong sách giáo khoa nó có cái tính mục đích. Đấy nha, đó, đây là mình đây là họ đã xem được vâng, đề nghị ai làm việc riêng á là chúng ta tắt mic đi nha, tắt mic cá nhân đi nha. Còn cần thiết là mình tắt, mình đi cùng cho họ nhìn. Nếu mình rời nhóm thì mình sẽ bấm vào đây, mình rời ra. Thế ai đang? Rồi em mute rồi, em mute hết rồi. Mọi người cứ vào là xong, mọi người cứ để vậy. Rồi, như vậy là chúng ta nhận thấy là như vậy là trong tất cả cái đề mục đó, ở trong các activity của anh chị nó chính là cái phần mà người ta định hướng, người ta muốn có những cái hoạt động gì đó để người ta đạt được cái mục đích của bài học, đúng không ạ? Thế thì bây giờ ví dụ như em nhìn lên trên này là đây là identify, đây là phần kiến thức của tôi. Sau khi học xong được thì học sinh nó có được kiến thức này, nó hấp thu được những kiến thức như thế này, nó nắm vững được những kiến thức, nhận định được những cái này, sử dụng được như thế này, thì nó sẽ tương ứng với cái bài tập số 1 của tôi ở đây. Đó là answer the question, teacher's question to identify the form and use the present simple tense and fill in blank with the correct form of the verbs. Như vậy, nó sẽ tương ứng với hoạt động của học sinh ở đây mà tôi đưa ra, đó là học sinh phải trả lời câu hỏi của giáo viên, bởi vì tôi elicit học sinh ạ, bởi vì tôi biết phần này các con đã học rồi, cho nên tôi sẽ dùng phương pháp là elicit, tức là tôi sẽ khơi gợi lên, tôi sẽ hỏi là sau khi xem đoạn video này thì các con thấy là người ta sử dụng những câu gì, con sẽ nói lại, các con có biết là câu này nó sử dụng thì gì hay không, và các con sẽ tự định hướng để con đưa ra các cái form của mình. Thế thì phần đấy được gọi là phần analysis, học sinh buộc phải trả lời cho giáo viên những cái câu hỏi mà cô giáo đặt ra để từ đó xác định được cái dạng cách dùng của thể hiện tại đơn, và từ đó các con sẽ sử dụng nó để điền vào các cái chỗ trống ở trong cái bài, gọi là chia thì, chia động từ ở trong những cái câu mà người ta có trong bài đấy ạ. Thế thì đây là cái hoạt động 1 của tôi, và qua cái hoạt động 1 này tôi sẽ giúp học sinh đạt được cái mục tiêu số 1 của tôi. Ở đây mục tiêu 1 là đạt được cái kiến thức này, được chưa? Và cái sản phẩm đầu ra của học sinh ở đây đó chính là những câu trả lời của các con đấy, student answer. Và cái cách mà tôi đánh giá được học sinh ở đây đó chính là tôi quan sát con làm bài và tôi hỏi các con và các con trả lời, đó chính là cái công cụ mà tôi sẽ đánh giá được cái mức độ học sinh có nắm được không, có hiểu được không, đúng không ạ, có xác định được không, thì nó sẽ nằm ở cái mục này, được chưa? Thế thì bây giờ sang cái mục số 2 của tôi là cái mục tím ở đây này, là look at the table and write Alex's answer and practice the dialogue with the partner. Cái activity số 2 ở trong sách giáo khoa ấy, đó là nhìn vào trong cái bảng và sau đó là viết cái câu trả lời của bạn Alex, đúng không ạ? Ở trong cái bảng này nó sẽ có cái chỗ phần mà tích xanh thì có nghĩa là bạn Alex bạn có cái đó, và nếu mà nó gạch chéo thì có nghĩa là bạn không có, và chúng ta luyện tập cái câu là no he doesn't, rồi he has cái gì đó, hoặc là no it doesn't, hoặc là yes it does, đại loại là như thế. Thì thông qua cái bài đó, đúng không ạ, các con sẽ biết hình thành, biết những cái câu gọi là trả lời ngắn ấy, và sau đó các con sẽ luyện tập nói cùng với nhau, một bạn nói một bạn trả lời, thì qua đó các con practice. Phần B tiếp theo là các con có thể sử dụng riêng vốn từ của mình để các con có thể tự hỏi thêm qua về cái ngôi nhà của bản thân các con. Thì cái này nó cũng là bắt đầu là gọi là open guided rồi, tức là sau khi đã có guide cho các con xong thì đến phần B nó gọi là open guided, tức là cũng mở, gọi là sang hướng mở rồi, nó không đóng kín nữa, dần dần nó mở ra cho học sinh có thể sử dụng được ngữ. Thì qua cái hoạt động số 2 này thì tôi đã hình thành nên, tôi đã giúp học sinh đạt được cái mục tiêu của tôi. Mục tiêu thứ hai đây đó là thì tôi đã giúp cho học sinh hình thành được cái số 2 đây, đó là applied present simple to exchange information about home. Vậy tôi đã giúp cho học sinh là áp dụng toàn bộ cái thể hiện tại đơn này để có thể hỏi
và trả lời với nhau thông qua những cái chủ đề liên quan ngôi nhà của em, đúng không ạ? Ở chỗ này là con hình thành nên được cái skill gọi là năng lực giao, năng lực vô cùng quan trọng đối với đặc thù môn tiếng Anh, và các con hình thành được kỹ năng nghe, kỹ năng nói, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ nằm ở trong cái phần activity này của tôi, và sản phẩm đầu ra đây, và sản phẩm và cái cách thức tôi đánh giá sẽ là như thế này, được chưa? Thế thì tiếp tục đến cái hoạt động số 3 của tôi, đó là listen and notice how the intonation goes up and yes no question, read question and practice speaking with the correct intonation. Cái đoạn số 3 này đó chính là cái đề mục của cái activity số 3 của tôi thôi, cứ thế tôi copy vào thôi. Đó là các con nghe, đúng không ạ? Rồi là gì, nhận xét xem, notice là phát hiện ra xem là cái ngữ âm, ngữ điệu, ta gọi là ngữ điệu, nó sẽ lên xuống như thế nào, lên như thế nào ở trong câu hỏi, và gì sau đó các con bắt chước, các con đọc lại cái câu hỏi đó và gì luyện nói với cái âm, ngữ âm đúng của mình. Thế thì qua cái phần số 3 này thì tôi sẽ giúp học sinh đạt được cái mục tiêu mà tôi đề ra ở đây, đó là các con đơn thuần chỉ là identify thôi, đúng không ạ? Là các con nhận định ra được là nhận thấy là cái intonation nó đi như thế nào, nó lên hay nó xuống ở trong cái câu yes no question, và các con sử dụng intonation bước đầu để nói những câu đơn giản ở trong sách giáo khoa. Đó là phần liên quan đến phần kiến thức nhá. Đó, và cái sản phẩm đầu ra của học sinh ở đây đó là học sinh nói, học sinh trả lời, và tôi quan sát và cho các con làm sao gọi là chữa tắc cùng với nhau, tôi gọi là dùng pair word đấy ạ. Rồi bước tiếp theo, tôi muốn hình thành cho các con kỹ năng số 4 thì tôi sẽ có hoạt động số 4, đó là point and ask the answer information about home and given picture. Cái này nó sẽ liên quan phần practice ở trong cái phần trong phần sách giáo khoa đấy ạ. Đó là các con chỉ vào tranh, hỏi và trả lời những cái thông tin về ngôi nhà và dựa vào những cái tranh các con đã được cho sẵn ở trong sách giáo khoa. Đấy, thì qua cái số 4 này tôi sẽ đạt được cái mục tiêu mà tôi đề ra ở đây, đó là tôi phát triển được kỹ năng giao tiếp và kỹ năng gì đây, gọi là kết hợp, gọi là tương tác nhau đấy, kỹ năng kết hợp, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng gọi là collaboration, là hợp tác cùng với nhau, và đưa ra hợp tác với nhau và phát triển cái kỹ năng, phát triển cái khả năng giải đề cũng như là phát triển cái có con được, con phải từ mà để hình thành nên bằng làm nhóm. Vậy thì thông qua cái phần cách mở rộng này thì tôi sẽ đạt cái mục tiêu số 4, sản phẩm học sinh là như này, và tôi sẽ sử dụng công cụ này để đánh giá. Và cuối cùng tôi sẽ có bước số 5, là cái bước mà luyện tập sau đấy, là học sinh sẽ có thể nói về ngôi nhà để practice luyện tập, nhưng mà sử dụng cái idea riêng của các con, tức là cái ý tưởng riêng của các con có thể dựa vào những cái từ vựng đã cho sẵn, hoặc các con có thể sử dụng vào những cái ngữ liệu cho sẵn, và các con có thể thêm bớt cái ý tưởng của mình vào. Thì lúc này thông qua cái hoạt động số 5 này, các con có thể thoải mái nói về cái ngôi nhà của mình và cái sản phẩm đầu ra của các con là đây, và cái mà tôi quan sát, đúng không ạ, cũng như là cái đánh giá của các bạn, nó chính là cái công cụ mà tôi đánh giá cho cái hoạt động này. Và thông qua hoạt động này thì tôi sẽ đạt được cái mục tiêu mà tôi đề ra đây, đó chính là cái mục tiêu liên quan đến attributes, ta gọi là mục tiêu liên quan đến cái phẩm chất, là các con sẽ yêu ngôi nhà của mình hơn, cảm thấy gắn bó hơn, cảm thấy tự hào hơn khi nói về ngôi nhà của mình, thấy ngôi nhà của mình nó khác biệt gì so với ngôi nhà của bạn, và cảm thấy rằng là mình cần phải có trách nhiệm để giữ gìn ngôi nhà đó, để làm cho ngôi nhà của mình đẹp hơn, ví dụ như thế. Thì cái này nó sẽ như vậy, tại thể là anh chị sẽ thấy là muốn đạt được cái bước một tôi đưa ra như này, thì tôi phải có những cái gì, có những cái cách thức gì, đúng không? Có những cái hoạt gì để phục vụ mục tiêu của cái design objective, của cái gọi là design outcome đấy, đúng không ạ? Thì sẽ phải có cái này, đúng không ạ? Như vậy bước số 2 này nó sẽ giúp các anh chị làm rõ bước số 1, được chưa? Hay bước số 1 này nó sẽ được định hình thông qua bước số 2. Và bước số 2 này đó chính là cái việc mà anh chị góp ở trong sách giáo khoa các cái gọi là instruction ở trong các activity đấy, đúng không ạ? Các instruction ở trong các activity đó, và các anh chị làm rõ ra, khai thác cái mục đích của họ là vì sao họ lại có cái activity này, để làm cái gì, đúng không ạ? Để đạt được mục đích này đấy, thì chúng ta phải nói rõ ở phần này. Và sang đến cái bước 3 thì nó thực sự nó cũng không phải là bước quá khó nữa, bởi vì bước 3 này đó chính là cái phần kẻ cột của anh chị bấy lâu nay các anh chị làm đấy, tức là trình tự các anh chị sẽ làm như thế nào. Cái này nó là từ người thì sẽ sử dụng tranh ảnh, hoặc là có người thì sẽ sử dụng gì máy chiếu, người thì sẽ sử dụng những cái gọi là reality things, đúng không ạ? Những cái công cụ vật anh chị có thể luôn. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái phương pháp trình tự đi anh chị. Cái này nó cũng không có gì phải nói nhiều, bởi cái này là từng bước thôi. Tôi quan sát cái gì bật băng cho các con nghe mấy lần, tôi sẽ giải từ vựng ra sao, đúng không ạ? Thế nào ba này đó chính là cái bước mà anh chị làm rõ hơn cho
cho cái bước số 2 này, đúng không ạ? Để nó có tính liên thông với nhau. Cái bước số 3 này chúng ta giải trình, à tôi sẽ có cái hoạt động đấy thì tôi sẽ có những hướng đi như thế nào, tôi sẽ cho băng chạy như thế nào, hay tôi dùng video, ví dụ như em là em sẽ dùng video, em sẽ ví dụ cái bài mở đầu để đạt cái mục tiêu về cognitive, về kỹ năng ấy, thì em sẽ không dùng cái track file đâu, không dùng track file mà em sẽ dùng một cái video, và đó là cái cách thức của các thầy cô. Các thầy cô có thể sử dụng những cách thức riêng của mình để giúp cho học sinh truyền tải, nó phụ thuộc vào cái khả năng của học sinh, đúng không ạ? Nó phụ thuộc vào cái đối tượng học sinh của chúng ta để chúng ta có thể khai thác nhiều hơn. Đối với học sinh mà yếu kém thì chúng ta càng phải rõ ràng, còn đối với những học sinh mà các con biết rồi, học giỏi rồi, học tốt rồi, thì chúng ta lại phải có những cái nó gọi là challenging hơn để cho các con cảm thấy nó khơi gợi, nó raise được cái interest của các bạn ấy, đúng không ạ? Thì cũng không nói nhiều về cái phần 3 nữa. Về phần 3 đó là cái hướng đi, đúng không ạ? Để giải trình rồi chúng ta đưa ra form như thế nào, rồi đưa ra giải đáp như thế nào, đưa ra key như thế nào, đúng không? Rồi hướng dẫn từng bước một cho học sinh nó làm thôi. Nó không có gì phải nói nhiều về phần này cả. Nhưng có một cái đặc điểm chung nhất, và có một cái điểm, có một cái điểm đặc thù, đặc biệt nó khác với cái bài giảng, những cái bài giảng trước đây, đó là nó nằm ở cái phần cuối cùng. Ta gọi đó là phần cái activity cuối cùng của nó, đó chính là cái phần wrap up ấy. Tức là sau khi chúng ta triển khai tất cả các hoạt động trong sách giáo khoa rồi nhá, thì sẽ có một cái hoạt động cuối cùng mà anh chị phải nêu ra ở trong cái giáo án này, đó chính là cái hoạt động cuối cùng ta gọi là hoạt động wrap up assignment. Thế thì sau khi mà các anh chị giảng xong cho các con, dạy xong cho các con, thì anh chị đặt cho các con được hai câu hỏi. Thứ nhất, thế thì cái câu hỏi này sẽ giúp cho các con là nắm được là các con sẽ hình thành nên được cái gọi là cái tư duy, đúng không? Tổng hợp là à vậy cô dạy mình 45 phút, 40 phút ngày hôm nay thì mình học cái gì nhỉ? Thì các con sẽ phải tự tổng hợp lại là thưa cô là con đã học được cái cách phân biệt được thì hiện tại đơn này, nhận diện được hiện tại đơn này, con hiểu được cách dùng này, đúng không ạ? Con hiểu được ý nghĩa của nó này, con hiểu được cấu trúc này, và con có thể đặt được một vài câu hoặc con thể sử dụng nó để con nói được về cái mua nhà của con, ví dụ là như thế. Hoặc à hôm nay con hiểu rõ hơn là như vậy, khi mà con muốn đặt một câu hỏi yes no question thì bao giờ con cũng sẽ phải lên giọng ở dưới, ở cuối, đúng không? Và nó sẽ khác cái việc mà con phát âm hoặc là con nói một cái câu mà nó gọi là một cái câu hỏi đơn thuần, đúng không? Ví dụ như là how is the show thì con sẽ bao giờ con sẽ gọi là xuống, nhưng mà là nhưng mà ví dụ như nói là did you see the show thì bao giờ con cũng phải lên giọng ở cuối did you see the show, nhưng how was the show thì bao giờ lại phía dưới, đúng không ạ? How was the show? Ví dụ như thế, không thể là how was the show, nhưng lại did you see the show thì bao giờ cũng thấy intonation nó full, nó raise như thế nào, đúng không? Phụ thuộc vào cái điểm mà con hôm nay nắm được là như thế. Và sau đó đây là phần, cái phần này nó sẽ liên quan đến phần cognition, là phần kiến thức, và liên quan đến cái được gọi là skill, và còn gọi là kỹ năng giao tiếp của các con, nó liên quan đặc thù của môn học. Còn cái phần dưới đây này, đó là what are the core values of the lesson, thì phần này nó sẽ liên quan đến cái được gọi là attributes, nó sẽ liên quan đến phẩm chất của các con. Vậy trong cái bài học này nó sẽ hình thành được các con phẩm chất gì, thì cái này là core value của lesson, đúng không ạ? Ví dụ như có thể cô giáo có thể đặt những câu hỏi là con có yêu ngôi nhà của con không, như vậy sau khi con nói chuyện với các bạn về cái về con trao đổi thông tin của con về cái ngôi nhà của mình, thì con có thấy là cái yêu ngôi nhà của con nó có khác ngôi nhà của bạn hay không? Và có đứa sẽ khoe là nhà con ở Vinhome mua 300, đúng không? Nhà con thì có đứa thì nó là nhà con ở Đông Hải xa lắm cô ạ. Đấy, thì các con sẽ thấy được điểm khác biệt của ngôi nhà của mình đấy. Vậy các con thấy điểm khác biệt như thế rồi thì các con có thể làm như thế nào để khiến cho các con nhà của con nó đẹp hơn hoặc nó ấm áp hơn hay không? Là cô giáo sẽ hỏi học sinh những cái câu hỏi như này để khơi gợi được cái core values của các con, đúng không ạ? Và nó thể hiện được cái tình yêu hoặc là thể hiện được cái trách nhiệm của các con khi mà nói như thế, khi mà nói về cái ngôi nhà của mình, và thể hiện được cái thái độ tích cực của các con, đúng không ạ? Như vậy cái này là cái hoạt động cuối cùng này, cái hoạt động wrap up ấy, cái hoạt động ta gọi là hoạt động tổng kết ấy, và hướng dẫn gợi mở để cho các con nắm được cái nội dung của bài và định hướng được cái được gọi là attributes, đó là cái phẩm chất về gì đây của các con. Và đồng thời cái bước cuối cùng ở đây là các anh chị mới nhắc nhở cái phần homework là sau khi học bài này thì con chuẩn bị bài vở tiếp theo như thế nào. Đó, thế thì nhìn chung cái I Learn Smart World này nó không khác gì cái toán test mà anh Thắng vừa trình bày với các anh chị. Nó cũng như thế, nó cũng chỉ có 3 bước như thế thôi. Bước 1 là xác định design objective và design outcome. Khao khát của anh chị muốn học sinh đạt được là cái gì? Cái mong muốn, mong mỏi của giáo viên chúng ta sau khi học sinh học xong bài này, các em phải có được cái gì về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng giao tiếp, về mặt gọi là phẩm chất, hay là về mặt gì, năng lực chung các bạn phải có là cái gì. Sau đó thì các anh chị sẽ ta gọi là cụ thể hóa cái khao khát, cái mong muốn đó bằng hàng loạt cái được gọi là assessment evidence này. Thì cái assessment evidence này đó chính là các đề mục, các activity ở trong cái sách của các anh chị.
Đấy, và sau khi mà chúng ta đã xác định được cái evidence này xong thì anh chị sẽ có triển khai ở bước số 3, tôi gọi là procedure đấy, tức là cái cách thức của chúng ta học và triển khai bài học như thế nào. Đấy, thì nhìn chung thì đây là một trong những cái giáo án mà em soạn để thể hiện cái mục đích, cái mục tiêu, đúng không ạ? Cũng như là các cái định hướng trong cái bài giảng chúng ta sẽ có những cái phần như thế nào. Các anh chị nắm qua được là như thế. Đấy, ok.